Vâng và xin chào các bác. Đối với các bác thích dòng xe đạp đua thì sẽ có rất là nhiều lựa chọn. Và hôm nay em mới về một chiếc xe đạp đua hiệu XDS rất hợp lý trong tầm giá, và nó là xe đạp đua tay lắc, tay chuyển số ở trên tay mình luôn. Rất hợp lý trong tầm giá và màu xanh rất là nam tính, hợp với bác nào mệnh cần mua chiếc xe màu xanh thì rất là hợp lý. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết cái chiếc xe này cho các bác xem. Vâng, đây là chiếc xe hiệu XDS, xe đua và có một màu xanh điểm xuyết thêm màu vàng rất là nam tính. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết chiếc xe này. Chiếc xe này thì như các bác có thể nhìn thấy ngay, đó là cái thương hiệu XDS này, và cấu tạo của nó là khung nhôm, bởi vì mối hàn to mày vẩy cá này, càng nhôm này cũng mối hàn vẩy cá luôn. Đấy, và model của chiếc xe này là RX 280. XDS RX 280. Về phần yên của chiếc xe thì nguyên bản và rất là đẹp, vẫn còn giá trị sử dụng rất là tốt. Nước sơn của chiếc xe thì em đánh giá không có vết xước nào lớn cả, rất là đẹp, và sơn có một cái màu xanh ánh kim loại nổi bật với ánh sáng và rất là lam tính, rất là đẹp, màu sơn rất là đẹp. Về phần cấu hình của chiếc xe này thì theo em đánh giá là vừa đủ dùng để cho các cái dòng các bác mới tiếp cận xe đua, đó là một cái bộ đùi đĩa 2 tầng hiệu Pro Wheel rất là nổi tiếng, và cái hiệu này thì được sử dụng cho rất là nhiều xe bình dân. Và tiếp theo đó là một cái gạt đĩa của Shimano Tourlay, đây là một cái dòng mà bình dân và ổn định trong sử dụng và ít gọi là hợp lý nhất trong tầm giá của Shimano. Và cùng đi cùng với đó thì đằng sau chúng ta cũng có một cái bộ đè Shimano Tourlay TZ. Và thường những cái xe mà trang bị bộ chuyển động Shimano Tourlay thì sẽ có 7 líp. Và đây chiếc xe này cũng có 7 líp, líp vặn. Đấy, và các cái xe đua thì hầu như là bánh 700C rồi. Bánh 700C, lốp Kenda. Và ở đây là chiếc xe này là trang bị lốp 700 x 28C. Phanh của chúng ta vẫn là phanh 3 mảnh truyền thống của dòng xe đua, rất là dễ dễ thấy, thường thấy ở cái dòng xe đua này. Mayer đằng trước là Mayer Joytech. Phần ghi đông của chúng ta là phần tay cong, tay hay còn một số bác gọi là tay khoằm hay là tay cuộc. Đằng trước của bên này của chúng ta có một cái tay chuyển số. Lắc vào thì chuyển lên líp, còn bấm cái cần nhỏ này thì để xuống líp. Nên là gọi là tay lắc, còn bóp thẳng vào thì là phanh. Đấy. Và bên này cũng tương tự. Lắc vào thì là lên đĩa, còn bấm cái cần nhỏ này thì là xuống đĩa. Bóp vào là phanh. Tương tự. Cái này là bên chuyển đĩa và bên này là bên chuyển níp. Đằng trước cũng có là phanh hàm 3 mảnh giống với đằng sau. Và chúng ta cùng đi xem bên này của chiếc xe. Về phần sơn em đánh giá là rất là đẹp, rất là đẹp trong tầm giá, không có một vết xước nào lớn cả, rất là đẹp. Màu thì rất là lam tính. Xe đang trong tình trạng hoạt động tốt, đi rất là bon. Đi rất là bon và đang trong tình trạng hoạt động hoàn hảo. Vâng, và các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ Zalo với em. Vâng, và em đã đánh giá xong chiếc xe đạp, chi tiết chiếc xe đạp này. Và nếu mà các bác nào quan tâm đến chiếc xe đạp và muốn sở hữu chiếc xe này, hoặc là có thắc mắc gì cần tư vấn thì các bác hãy nhắn tin cho em qua số điện thoại Zalo 0975 709 943. Các bác không cần gọi, bởi vì gọi thì hầu như bây giờ cũng vẫn phải là làm việc lại bằng hình ảnh, thì tốt nhất là các bác nếu dùng Zalo, hầu như bây giờ ai cũng dùng Zalo. Các bác dùng Zalo thì nhắn tin Zalo luôn cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Không cần gọi để cũng phải là vẫn là phải làm việc bằng hình ảnh thôi. Vâng, và ngoài ra em còn rất là nhiều chiếc xe đẹp khác, thì các bác
lên Facebook tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cộng với ấn chiếc chuông bên cạnh để các bác là những người đầu tiên xem video. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay cũ, các cái dòng Thụy Sĩ, Nga và Nhật Bản. Nếu mà các bác quan tâm thì lên Facebook tìm Kiên Đồ Cũ và kết bạn để xem những cái mẫu đồng hồ đó. Còn các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh để xem những cái mẫu đồng hồ mới em mới về. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt ạ, hẹn gặp lại.